Chị, của chị còn thiếu 50 á. Ủa sao thiếu, nãy tôi đếm rõ ràng đủ mà. Sao sao em biết được chị? Nãy giờ em đếm đây em có đi đâu đâu. Chị kiểm tra lại thử. Ừ, đưa đây tôi kiểm tra lại coi. Ủa sao kỳ vậy ta, không lẽ do mình lẩm cẩm? Thôi xin lỗi cậu nha, chắc do tôi nhầm á. Nè. Dạ thôi, cảm ơn chị nhiều nha. Có gì lần sau ghé ủng hộ em nữa nha. Thôi tôi đi nha. Dạ. Ê bà, dạo này tôi sao á? Sao làm sao má? Thì làm gì cũng quên trước quên sau trơn, khó chịu ghê á. Mà bà quên cái gì? Thì nói bà nghe nè, ví dụ nha, tôi gửi mail cho người ta rồi quên đính kèm file. Đó, gửi báo cáo thì thiếu chi tiêu. Chưa chưa còn vụ này mới ghê nè. Đi ăn á, tính tiền còn lộn lên lộn xuống. Thiệt kiểu này có ngày chắc tôi mang nhục quá. Ê, mà bà nói tôi mới để ý á. Lúc này tôi cũng y chang vậy luôn á. Không có nhớ cái gì hết á. Hôm bữa là tôi đi ăn, xong rồi cái rõ ràng là tôi đếm tiền tôi trả cho người ta rồi. Cuối cùng là ta kiểm tra lại thiếu má. Trời quê gì đâu. Xong rồi nổi điên lên, dù là bị lộn tiền nhưng mà nổi điên lên muốn đánh lộn với người ta. Đúng 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 đúng, y chang vậy luôn. Bà cũng vậy hả? Ôi là trời, y chang không khác chút nào luôn á má. Đúng, đúng là bạn thân. Chị, giờ này mấy giờ rồi? Sao không lo lên làm? Ở đó là 8. Đâu có, tại tụi em mới phát hiện điểm chung cho nên hơi phấn khích chứ bộ. Chị, để em kể chị nghe cái chuyện này nó ngộ lắm. Tự nhiên tụi em đi ăn cái quán thịt nướng kế bên đây nè. Xong rồi cái rõ ràng là đếm tiền trả cho người ta đầy đủ rồi. Nhưng mà cuối cùng là thành ra là tụi em thiếu tiền. Mà ý như là em ăn gian vậy chị, em nhục dữ lắm luôn á. Ờ, đúng rồi chị, mà rõ ràng tiền mặt là em đếm rất là kỹ nha. Mà không biết sao thanh toán thiếu. Xong rốt cuộc thiếu mang nhục ghê chị. Đó, chị thấy không? Y như là tụi em đang bị khủng hoảng tuổi 30 vậy chị. Trời, bây giờ không có nhớ cái gì hết á. Khoan, mà bữa bà ăn quán nào vậy? Nói thử coi tụi bà tâm linh tương thông không? Cái quán thịt nướng ăn là ghiền bên đây nè, cách đây hai con đường đó, bà nhớ không? Ôi là trời, tính ra chi âm chi kỹ mà chi ẩm thực luôn á má. Làm gì có cái chuyện trùng hợp đến như vậy được. Hệt chị, của chị còn thiếu 50 á. Tôi đếm đủ mà. Nè, chị kiểm tra lại giùm em đi. Bill của chị 600, ở đây có 550 à. Cậu nói nhiêu? Còn 550 hả? Dạ. Sao ở đây còn lại 500 ngàn vậy? Sao 500 được? Em mới đếm rõ ràng là 550 mà. Chị kiểm tra lại lần nữa giùm em đi. Chuyện này kể ra không biết có ai tin không á. Từ tay tôi qua tay cậu mất 50. Từ tay cậu đưa lại tay tôi cũng mất 50. Cái trò này giống trò ảo thuật quá ta. Chị coi tiền có rơi rớt ở đâu không chứ làm gì có ảo thuật gì ở đây. Coi đi. Phải có rớt ở đâu không để biết mà lụm. Ok, coi như tôi xui đi. Bây giờ tôi bù thêm 50 nữa là đủ ha. Đâu được chị. Của chị 600 là 600 chứ. Không lẽ còn 50 em bù. Nè, ban đầu tôi đưa 600 ngàn, qua tay cậu mất 50. Tính tới tính lui mất 100. Vậy là ai làm mất? Trích xuất camera đi. Ờ, camera quán em nó bị hư mấy bữa nay á. Không có trích xuất được. Camera gì mà dễ hư quá vậy? Có tật giật mình hả cưng? Chị nói gì kỳ vậy? Em có làm gì đâu mà có tật giật mình. Nè, cậu còn nhớ tôi chứ? Bữa trước tôi đến quán của cậu ăn, rõ ràng là đưa tiền đủ, nhưng cuối cùng lại vẫn thiếu 50 ngàn. Tôi cũng vậy nè. Làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy được. Từ lúc đưa tiền cho cậu, tôi đã biết cái trò ảo thuật của cậu rồi. Rồi sao? Có cần tôi nhờ công an điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cậu không? Chị đừng có báo công an nghe chị. Tại em túng quá em mới nghĩ ra mấy cái trò đó thôi. Chị tha cho em lần này đi, em năn nỉ chị luôn á. Cậu làm cái trò này chiếm đoạt biết bao nhiêu tiền của khách rồi. Làm sao tôi có thể bỏ qua cho cậu được? Không có đâu chị. Tại hai tuần nay á em túng quá rồi em mới nghĩ ra mấy cái trò này em làm vậy thôi. Chứ trước giờ em không có làm, em thề luôn. Sao tôi có thể tin cậu? Để em trích xuất camera cho chị coi nha. Vừa nãy mới nói camera bị hư mà. Tại Em lần này là tôi tha cho cậu. Nếu có lần sau, tôi để cho công an làm việc trực tiếp với cậu. Dạ em cảm ơn chị, em cảm ơn chị. Tất cả những số tiền cậu chiếm đoạt của khách, cậu phải trả hết lại đó. Dạ em hứa với chị.
Đó, chị thấy không? Không biết là em với lại Ánh nó có bị khủng hoảng tuổi 30 không á. Tự nhiên cái lúc này hai đứa em không nhớ cái gì hết á. Đúng rồi, khoan khoan, bà ăn quán nào vậy? Đâu nói thử rồi tôi đang lên lên tương không. Dữ. Bà ăn quán nào vậy? Khoan khoan. Rồi. Thiệt sự luôn á, cái lúc đó trời quê dễ sợ quê luôn á, không hiểu tại sao luôn. Đúng rồi. Mà đâu nói tôi nghe thử ở quán đó quán nào vậy, coi tuổi bà tâm linh chứ không. Chưa thiếu thoại má nè, vô lại nè. Kiểu gì? Kiểu gì? Máy của nó lép mặt không hết hả? Thôi xin lỗi cậu nha, chắc do tôi nhầm. Dạ không có gì đâu chị, cảm ơn chị nhiều nha. Có gì lần sau ghé ủng hộ nha. Cái gì tặng là thiếu chị gì nhanh chứ chị. Chị á. Ơ đâu có hai người này đâu chị. Rồi lui à mọi người, ao luôn, ao luôn, ao xong máy luôn, ao nhiều luôn nữa đi. Rồi. Tiếp gì em? Chị, chị đưa còn thiếu 50 hả chị? Trích xuất camera đi. Camera quán em nó bị hư mấy bữa nay á, không có trích xuất được. Camera gì mà dễ hư vậy? Có tự việc mình em. Nói, nhìn thẳng nó, hay là có tự việc mình em? Tiếp. Camera gì mà dễ hư vậy? Có tự việc mình hả em? Lần sau, nếu có một lần nữa, thì tôi sẽ báo công an làm việc được. Trùng, chữ. Giữ. Lần này tôi thay cho cậu, nếu có lần sau á, nếu còn có lần sau, tôi sẽ... báo công an làm việc tiếp. Ok, máy vẫn chạy à. Giết. Lần này tôi tha cho cậu, nếu có lần sau, sẽ báo công an làm việc trực tiếp với cậu. Em cảm ơn chị. Tất cả những cái tiền lừa đảo trả lại hết được chưa? Dạ em hứa, em biết rồi. Mà chứ em. Anh kỳ quá hả? Tự nhiên đi không kỳ. Đúng không? Không có đó ào cái cận gì. Too consumed, but every part of my body is telling me to run away from you. Come a little bit closer.